Xin chào tất cả các bạn đến trên channel mình nha. Hôm nay em đang lắp cái con tủ này thì sẵn quay lại chia sẻ với các bạn luôn nha. Đây có ông khách đặt cái con cầu hát. Con cầu hát mình lắp vô trong tủ luôn. Gắn CB si viết rồi luôn cho đầy đủ luôn. Đó mình đang làm nè. Thì con tủ này là hôm trước mình thiết kế là dùng cho con inverter. Nhưng mà giờ là còn cái mình bỏ vô đây luôn thì nó không có đúng cái công năng cho máy nhưng mà nhìn cũng đẹp. Đó. Đó mình thiết kế vô hết. Còn đây là CB. CB DC chống sét, cầu chì rồi CB AC. Đó. Này là bộ nguồn đỡ mình nuôi quạt 24V. Mình tính lấy cái quạt 220 nhưng mà quạt 220 á vô cái này cái có 8 vuông à, quạt 220 nó chạy không nổi. Đó, giờ mình bỏ quạt 24V phải có cái bộ hạ áp. Đó. Giờ mình để đây. Đó, ở đây mình lắp vô mấy cái nữa đi rồi test nha. Ở đây chủ yếu là anh này giờ anh chạy mấy bơm nó tứ tiêu tứ vườn nè. Một cái CB thôi. Thì mình để chờ vô cặp dây nữa. Để giờ anh gắn vô. Gắn vô anh xài quạt đèn gì đó có CB nữa. Tại vì mình lỡ mua nó có nhiêu đây à. Giờ nhà hết CB rồi không có bỏ vô được. Đó. Rồi để mình làm. À, còn mấy cái linh tinh đây làm vô luôn nha, test thôi. Cái này thì làm cũng mất thời gian. Mấy anh em sẵn thì mình làm thôi chứ còn mất thời gian. Hai ngày chờ rồi mà mới xong cái tủ này. Cầu hát của mình bây giờ cũng đang đứt hàng nữa rồi. Đây, mới vừa một lô 15 bo mà cũng đứt nữa rồi. Không đủ giao cho mấy anh em. À, còn cái cuối cùng là giao cho anh này luôn nè. Còn mấy bạn nào mà đặt á thì kiên nhẫn chờ vài hôm nữa nha, chờ vài hôm nữa đi rồi mình ấy luôn, bò lái về thì mình lắp mình giao thôi. Đó, rồi đơn giản vậy thôi, rồi nẹp bao nhiêu luôn, đây cái nẹp gắn vô luôn. Ok, nó vậy. Giờ mình chơi vô điện để mình test thôi. Cái này mình chờ lại thôi, giờ có CB giờ anh gắn vô có đường dưới này đèn báo nè. Đèn báo đường dưới này đèn báo này, giờ anh gắn tải vô thì gắn vô CB này. Đó, DC thì gắn vô CB này. Ở trên nè. Rồi, giờ mình để cho vô điện để mình test thôi nha. Ok rồi đó. Đây là mình đang 370V nè. 370V. Rồi, giờ mình sẽ đóng vô trong cái cầu hát này nha. Thì cái mặt trước mình nè, nó có cái đồng hồ rồi luôn, thử nó báo làm sao nha. Đó, hai quạt chạy rồi đó. Hai quạt chạy thì ở đây nó báo là 220 25V, thì ở đây mình chưa tải nè, ở đây mình chưa tải mà nó báo là 0.1A rồi, 4W rồi, tức là cái giống như cái chỗ reset mình bị sai nha, cái đồng hồ báo giọng bị sai á. Rồi chúng con mình reset lại thôi. Rồi ở đây nó có hai cái đèn, là hai cái đèn này báo hiệu đỡ cái động cơ mình chạy, cái thiết bị mình chạy á, là cái CB này nè. Này mình bật cái CB này lên nè. Bật cái này lên. Đó, bật cái này lên thì chạy. Còn cái nữa thì CB giờ thì anh gắn vô cái nữa thì đèn sáng thôi. Đó. Cái này chưa tải mà nó đã báo là 0.98W. Bên này là 0.1A.
Nếu mình reset lại thì được không nghe? Reset 5 giây. Rồi. Nó cũng vậy à. Tức là nó cái này nó báo là ăn dòng là 0.1A và watt thì 0.75W. Có nhiều cái đồng hồ thì ở đây nó không không luôn mà sao cái này nó lại báo 1W nữa nè. 1.2W rồi đó. Rồi. Đây. Đó bên trong nó mình đi vậy nè. Rồi, mình xin dừng video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy bấm đăng ký và nhấn vào chuông, chọn tất cả để cập nhật video mới nhất.